Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 6 của bộ truyện Quỷ Hồ của tác giả Hồi ức. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập số 6 của bộ truyện Quỷ Hồ. Cường quyết liệt cắn mạnh vào đầu ngón tay, nặn cho máu chảy ra rồi vét lên cửa phủ chấn quỷ đoàn gã nghiêm cần chấp tay niệm chú những chữ viết bằng máu trên cửa lóe sáng lên một làn khói đen bóng đầu bốc lên nghỉ ngút tiếng của lão quỷ rú lên ở bên ngoài thằng oát con mày hại quân tao tao giết cường nói tạm thời ta được an toàn nhưng cũng không thể ở đây lâu nếu lão lăng về coi như là xong đời nhưng thượng dựng như không để ý tới lời của cương nói Cá đang chăm chú nhìn thứ gì đó Cương nhìn theo ánh nhìn của thượng mới phát hiện ra Trong căn phòng này có một bàn thờ Trên bàn thờ có rất nhiều bài vị Thượng đang nhìn chầm chầm vào bài vị Rồi đột nhiên chỉ tay vào đó Và nói bằng một giọng đầy hoang mang Kìa, kìa chẳng phải bài vị của cha tôi Hà Văn Sơ Cương liền nhíu mày Tại sao lão lang này lại thờ cha anh bộ lão có quan hệ gì với nhà anh sao thượng liền lắc đầu nói không có chứ tôi không có họ hàng gì với lão cả lại càng không qua lại thân thiết cương gầm chiếc bài vị của cha thượng xuống Cưng mặt trời tối lại gã gấp gáp lấy thêm những chiếc khác để xem gã nói tôi hiểu rồi lão lăng không phải có ý gì tốt đẹp cả mà chỉ là muốn chủ ẻo linh hồn của người đã khuất mặt thôi nhìn xem đằng sau những chiếc bài vị này đều bị gián bùa toàn hồn khốn phách. Có lẽ nào lại sợ bị trả thù cho nên giam cầm họ ở nơi đấy. Thượng kinh ngạc đến run rẩy cả bấp máy. Vậy chẳng lẽ cha tôi do lão lăng ngại chết? Vậy mà trước nay tôi cứ nghĩ cha tôi chết là do thằng Hán. Khốn kiếp, tôi phải báo thù cho cha. Thế bộ dạng xúc động của thượng cương nói. Việc đầu tiên là về nghĩ ra cách rời khỏi đây đã. Rồi trần cương nhìn thường ánh mắt lại sáng lên Chúng ta được cứu rồi Tiếng móng tay cào cửa nghe zin rít Tiếng đập cửa rầm rầm cũng nổi lên Cộng với tiếng bà lão gầm rú ở bên ngoài Cánh cửa đang bị khóa Chốt cửa bị bung đến nơi Cương liền gấp gáp Thượng hay màu gỡ những lá bùa phía sau bài vị Thượng giam dấp làm theo lời của cương Trong căn phòng bỗng nổi lên những tiếng cười the thế những cái bóng trắng lao vút đi xoáy tròn trên không Cộng phong ở đâu bất chợt nổi lên hất tung đi mọi thứ những linh hồn bị giam cầm bấy lâu nay được trả tự do bây giờ lũ quỷ bên ngoài cũng thành công phá cửa nhưng bên trong đang vô cùng hỗn độn bọn chúng chỉ nấn ná ở ngoài chứ chưa dám chặn vào cường tranh thủ thời cơ cánh đầu ngón tay nặn cho máu của mình bôi lên bì mắt của thượng rồi nói Giờ anh không cần chỉ đường nữa Mà vẫn có thể nhận được đường ra Tôi đã mở đường máu cho anh Nhớ chạy thật nhanh đừng có quay đầu lại Vậy còn anh Đừng lo cho tôi Nói đoạn cương liền xông lên phía trước Lại dùng máu trên ngón tay Viết lên thành kiếm Những đường nét ngoằn ngoèo kỳ dị Cương giật phẳng cái áo trên người xuống Để lộ ra thân hình cường trắng Cả lệ hết sức bình sinh vận công khiến cho những thứ thịt cùng cơ bắp nổi lên. Cộng với đó là tiếng niệm chú mỗi lúc một nhanh và to hơn. Thượng kinh ngạc khi thấy hình xăm trên người của cương đang phát sáng và càng lúc lại càng trói lọa theo nhịp chỉ. Gã liền hô lớn. Bản chất cung kính thành trung quỳ lão đạo xuất kiếm hàng yêu. Thức thì hình xăm người đàn ông dâu sồm tay cầm kiếm trên ngực trái của cương lóe lên rực rỡ. Đối quỷ vừa nhìn thấy thì khiếp phía cúi dạp người la ó thất thanh. Thượng ngay lập tức thừa cơ bước qua bọn chúng mà chạy về phía trước. Lúc này nhờ có máu của cường trên bí mắt mà thượng không gặp ảo giác nữa. Lối đi ra ngoài bây giờ chỉ có một. Thượng cứ như vậy mà thẳng đường chạy. Lúc ra đến cửa cả mới dám quay mặt lại để nhìn bóng dáng của cương. Nhưng tuyệt nhiên bên trong chỉ là một màn tối đen điềm bực quá lo lắng và sốt ruột cho cương thường liền vào đầu bứt tai muốn nghĩ ra cách gì đó để hỗ trợ cho gã trần bên tay của thường vang lên tiếng gà ở đâu đó các liền này ra một suy nghĩ chẳng phải ma quỷ rất sợ tiếng gà hay sao thường biết ở phía sau vườn nhà lão thầm có một chuồng gà cá liền chạy vào trong nhà thuốc lấy đại một cái bao bố rồi chạy một mạch ra đó Thuốc gà trống được thường thả vào ngay gian nhà chế thuốc. Bọn chúng nhảy lên những chung vải, vỗ cánh phành phạch rồi thi nhau cất tiếng gáy văng vọng Chỉ một tích tắc sau từ khuôn cửa tối của nhà thuốc, một ngọn gió ảo ảo thốc tới. Cộng với đó là tiếng cười lanh lành và những bóng trắng lao ra vùn vút. Đi sau cùng là cương, áo quần tả tơi đầu tóc rối bù. Hàn là gã vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt cưng nhanh như chớp kéo tay của thường chạy ra bên ngoài vào khu vườn dược liệu um tùm đi tắt ra cánh đầm chừng đã được an toàn cả hai mới dừng lại ngồi phình xuống về cỏ rồi thở dốc thường để nói ngắt quãng anh không sao chứ Cường lắc đầu tuy vậy mặt của gã trắng bệch có lẽ vừa nãy đã vài vận công hết sức nhờ có những hồn mạ oằn quất hỗ trợ cho nên tôi mới có cửa mày thoát được Bọn cô hồn âm binh chúng nó đông vào mạnh quá Còn nữa lũ gà trống do anh thả ra sao Thường liền gật đầu rồi nói Tôi nhớ anh có nói lũ ma quỷ là rất sợ tiếng gà Cương liền vỗ vai của thượng hài đầm Anh làm tốt lắm Đúng là tiếng gà đã làm cho bọn chúng phân tán Cũng nhờ đó mà tôi có thể thừa cơ phá vòng vây thoát ra ngoài Thường liền căm vấn nói Lão thầm đúng là quá nguy hiểm thì phải báo cho dân làng biết mới được nhất định phải bắt lấy lão ta bắt lão ta khai ra giết hại bao nhiêu người cha mẹ tôi cũng bị lão hại chết qua chuyến viếng thăm của nhà lão thẩm lần này thường biết được hai điều một lần nữa thân xác của mẹ gã đang ở trong nhà của lão mà đã bị luyện thành quỷ giữ nhà hai là cây chết của ông hà có liên quan đến lão thật là đáng hận thường siết chặt tay dần không thể giết chết lão làng ngay lúc này từ trước đến giờ gã luôn cho rằng hồ văn hán mới là kẻ thù giết cha nhưng khi nhìn thấy tấm bài vị bị yểm mang tin của ông hà tại nhà của lang thầm thường mới biết có lẽ gia đình của thường đã nằm trong tầm ngắm của lão già quỷ quyệt từ lâu thường nhớ lại ngày đó ông hà bị bệnh bà dương và cả thường đã đi khắp nơi tìm thầy chạy chữa nhưng vô hiệu bản thân của ông hà cũng nói rằng ông sẽ không qua khỏi trước khi mất điều duy nhất ông dặn dò thượng đó là đừng quay lại nghề bốc mộ vì điều đó mà thường nghĩ rằng cha bị những người làm cùng nghề kinh địch ra tay để ám toán nhưng bây giờ xem ra thì không phải cương bất chợt lên tiếng lúc ở trong nhà của lão thầm anh nói Quỷ bà chính là mẹ anh thường im lặng gật đầu Cường bắt đầu kể cho Cưng nghe toàn bộ câu chuyện về cái chết của mẹ gã. Cưng gần đầu thông cảm gã nói: "Lão Thẩm đúng là đáng chết. Tôi nhất định bắt lão ta phải trả giá vì những điều tàn ác lão ta đã gây ra." Cưng nhớ lại hôm đầu tiên ngủ tại nhà của Thượng, đó là một đêm thật khó quên. Cả đang liền tiếp mơ thấy những hình ảnh dị thường. Nghĩ lại thì đó không hẳn là mộng mị mà chính là bà Dương sau khi chết. Linh hồn đã dồn tất cả sức mạnh cuối cùng, thoát khỏi vòng kiềm tòa của lão thầm để trở về nhà gặp con cháu mình lần cuối. Thật là không may, người nhìn thấy bà lại là cương. Bởi nếu như bà xuất hiện trước mặt của thượng và mộc với bộ dạng đó, thì hai người ấy cũng phải khóc thét. Trần nhớ ra một chuyện thường liền bền hỏi Cương. Anh Cương, anh có thấy những cái vải lớn trong nhà thuốc của lão thẩm không? Trong đó tưởng toàn là... Thương ngập ngừng vì cơn buồn nôn trào lên đến tận cổ cương liền áp. Toàn là mắt người phải không? Thương gật đầu thay cho câu trả lời cương nói. Anh nhắc tôi mới nhớ. Bà ấy vì quá gấp gáp tôi quyền không xử lý những cái vải đó. Chúng chắc chắn dùng để hại người. Thương liền nói. Thế đó thường thấy gã điền ăn thứ đó Chính mùa thầm đưa cho gã, lúc mà gã ăn xong thì sắc mặt biến đổi trông vô cùng kỳ quái. Tôi nhớ đúng cái hôm tôi bắt gặp gã điên ăn thứ ấy, thì sáng hôm sau thẳng tuất chết. Cưng hiểu ra vấn đề liền nói, vậy thì khả năng cao lão thầm đã dùng thứ ấy để điều khiển gã điên, biến gã thành một công cụ giết người. Thường đấm bàn tay xuống mặt đất, cưng bàn biểu hiện rõ sự bất lực đang suy nghĩ mông lung trần cả thường và cương đều phải giật mình vì tiếng rên rỉ ở gần đó cứu cứu tôi với cứu mạng Thường và cương ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh đoàn cả hai liền chậm chậm cẩn trọng đi tới nơi phát ra âm thanh kêu cứu, cứu tiếng rên rỉ mỗi lúc một gần thường phát hiện ra sau bụi cây quả thật là có người trời đất ơi thắng biển phải kẻ nằm phù phùng trên đất chính là biển trông gã thật thảm hại thượng năng người của hắn lên rồi gọi biển sao cậu dân nông nỗi này có vẻ như biển đã kiệt sức gã cố gắng bấp máy môi cậu làm ơn cậu thôi thường liền gật gù được rồi tôi sẽ đưa cậu về thì mẹ cậu đang lo cho cậu lắm họ đi tìm cậu khắp nơi suốt những ngày qua Thế nhưng trái với suy nghĩ của thượng Biển vừa nghe xong những lời này Thì đột nhiên có phản ứng khác thường Gã cố dồn chút hơi tàn rồi nói Đừng Đừng bao với họ Đừng cho họ biết là tôi Chỉ có thế Biển liền ngất liềm trong tay của thượng Cưng đặt hai ngón tay lên cổ biển Gã nói Vẫn còn sống chỉ là kiệt sức thôi Mau đưa hắn về nhà Đây này cũng không ở lâu được Thường dốc biển lên lưng cả ba không về bằng lối cũ mà đi theo một lối nhỏ xuyên cánh đồng trở về làng bấy giờ phía chân trời hừng đông đã bắt đầu ló dạng tiếng mở cổng vang lên con chó mừng đang mừng rỡ chạy ra đón chủ tuy nhiên khi vừa nhìn thấy biển được dìu vào nó lập tức lùi lại nhà nành gầm gừ và sủa đền giữ tợn chỉ khi thường nạt nó đồng thời lấy cây gậy ham dọa thì nó mới chịu dừng lại và lẩn vào trong vườn. Thường đặt biển nằm trên chiếc trống ở phía ngoài nhà, đoàn gã lo lắng đi vào trong buồng để tìm Mộc. Mộc đang ngủ say, hơi thở đều đều. Bây giờ Thường mới quay sang cường rồi thắc mắc. Hồi đêm mày nói với tôi là thằng Mộc có người bảo vệ, thì có nghĩa là sao? Cương nhìn Thường có một chút nghi ngại. Đoàn gã đưa Thường ra bên ngoài rồi chỉ cho Thường xem những bức tường Thượng vô cùng kinh ngạc nói Trời đất Tại sao lại thế này Trên tường nham nhở những vết cào to nhỏ Chẳng chịt như là bàn cờ cường liền đáp Đêm qua khi anh đi Có người đến tìm đứa bé Thượng liền run rẩy Là ai Cơ nhìn Thượng bằng một ánh mắt nghiêm trọng Anh phải biết chứ Nếu tôi đoán không nhầm Thì đó chính là mẹ của thằng Bộc Thằng Bộc nhà anh là một âm sinh tử Có đúng không Thượng nuốt nước bọt một cách khó khăn mà đáp phải quả nhiên không quên được mắt của anh cương liền thở dài nếu anh đã thừa nhận thì tôi cũng muốn nhắc nhở sự xuất hiện của mẹ thằng bé ở thời điểm hiện tại có thể chưa gây ra hậu quả gì nhưng mà cô ta cứ bám lấy con của mình như vậy không phải là hay một khi mà khí âm xâm nhập quá nhiều thằng bé sẽ không bệnh mà chết thường xứng người trước câu nói của cương Trước đây vì quá thương vợ mà gã không nỡ đốt xác của cô ta. Giờ đây cô ta lại nhớ con mà liên tục trở về tìm kiếm. Chỉ sợ một ngày nào đó sẽ làm hại mộc. Hiểu được sự lo lắng trong thượng lúc này cương liền vỗ vai. Đừng quá lo, dù sao hiện tại cô ấy cũng đang bảo vệ thằng bé. Tôi tin chuyển con mực dẫn đường cho anh tìm thêm mộc cũng là do cô ấy. Do ban ngày không thể lộ diện cho nên dựa vào con chó để giúp anh. Thường ngẫm nghĩ quả tình thích cưng nói có lý, lại nói suốt buổi sáng hôm bà Dương mất thích. Khi thường trở về thích mộc đã tỉnh lại, lại nói có người đút thuốc, sau cùng thường phát hiện ra thẻ hồng của bà Dương ở trong khe cửa. Có thể người ở bên cạnh thằng Mộc hôm đó là vợ của Y. Thì đã dùng thẻ Hồng của bà Dương để được vào nhà chăm sóc con trai tuy nhiên dù thế nào đi nữa thì cũng là một kẻ đã chết nếu cố tình ở lại nhân gian mãi mãi không được đầu thai thượng vừa thương vợ vừa trách mình đã có ích kỷ và nông cạn biết được tâm sự của thượng cưng nói anh đừng lo đợi giải quyết mọi chuyện xong tôi sẽ giúp vợ anh trở về nơi cô ấy nên ở còn bây giờ chúng ta cần phải có sức mạnh của cô ấy để bảo vệ thằng mộc nghĩ ra điều quan trọng thượng liền hỏi theo như anh nói thì thằng mộc vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của lão thẩm cương liền đáp bằng một cách nào đó lão thẩm đã có được sinh thần bắt tử của thằng bé lão dựa vào đó dùng thuật câu hồn dẫn dụ linh hồn của nó tôi nghĩ đứa bé âm sinh từ này nằm trong kế hoạch thôn tính làng chùa của lão sẽ tâm của lão lăng này thật là lớn thượng liền siết chặt tay lão giả chết tiệt muốn biến vùng đất này thành của riêng mình sao đúng là khốn kiếp tôi phải giết lão thường trong cơn bức xúc thường vùng lên toan đi tìm lão thầm nhưng cường đã kịp thời ngăn lại gã nói anh đừng có hấp tấp đừng quên lão ta là một kẻ luyện bùa ở mình nuôi trong nhà nhiều không đếm được một người tầm thường như anh làm gì được lão nói như vậy thì cứ ngồi chờ chết để cho lão gọi hồn con trai tôi đi sao? Cương liền lắc đầu mà đáp. Nóng vội sẽ khiến cho anh gặp sai lầm và không cứu được con trai, có khi còn hại tới nhiều người khác. Bây giờ tương quan lực lượng giữa ta và hắn không cân xứng. Đối với lão chỉ lấy trứng trọi đá, tự đem mình vào chỗ chết mà thôi. Muốn diệt được con quỷ này ta phải lên kế hoạch và có sự chuẩn bị kỹ càng. Nghe cương phân tích thượng bắt đầu bình tĩnh trở lại, ca cúi đầu mà nói. Anh nói phải, tôi hồ đồ rồi, tôi không tức sắt, tôi sao có thể đấu lại được lão? Nhìn vào mắt của cương thượng cảm động nói, anh cương, anh đã giúp tôi nhiều, đêm qua tôi không có anh thì tôi vật thằng mộc, không hiểu sẽ thế nào xin đa tạ anh. Cương liền xua tay mà đáp, anh đừng nói như vậy, thế là việc nên làm thôi. Trước đây tôi đã mái sư cũng đã có lời thề Lấy việc học để cứu người giúp đời Cho nên không thể thấy chết mà không có cứu Bây giờ trong nhà có tiếng của bồng yếu ớt cất lên Thầy, thầy ơi Thường và cương ngoảnh đầu lại thích mộng đã lao ra khỏi nhà Thằng bé sợ hãi chỉ vào bên trong Thầy ơi, trong nhà ta có người chết Thường liền hiểu ra liền chấn an mộc Đừng sợ, không phải người chết đâu là chú Biển Con trai ông Mộc con nhớ chứ Đúng là khi nãy Mộc mới tỉnh dậy Nhìn thấy người đàn ông nằm giữ nhà không phải cha mình Hay là bác Cương thì cảm thấy sợ Hơn nữa bộ dạng của Biển quả nhiên dọa người Đào tóc dối bù bốc mùi hôi hám Quần áo sầu sành rách rưới gương mặt thì hốc hác nhưng lại đỏ lên một cách đáng sợ Có lẽ suốt những ngày qua Hắn đã sống rất khổ cực Thượng liền thắc mắc. Này đúng ra biển sau khi rời khỏi nhà ông Dũng, phải được thưởng rất nhiều tiền, sao gã lại ra đồng nỗi này chứ? Cương lúc này liền phòng đoán, có thể gã sợ họ vũ tìm ra cho nên không dám đó mặt. Phải chui lùi trốn tránh cho nên mới ra nông nỗi này Cương cho là phải bèn nói Ta có nên báo cho ông bà bộc không Tìm thấy con có lẽ họ mừng lắm Cường nhíu mày về mặt có chút băn khoăn. Anh có nhớ trước lúc ngất đi Biển nói gì với ta không? Thường lặp lại câu nói của Biển, đừng báo cho họ. Ý là không muốn báo cho ông bà bộc biết tung tích của gã. Đúng vậy. Cho nên tôi nghĩ là cứ đợi chú y tỉnh lại. Hỏi gió ngọn ngành xem rút cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi báo cũng không buồn. Thường gật đầu đồng tình, cả ngay đưa mộng vào bên trong nhà. Ngồi xuống bên cạnh biển, cương đặt hai ngón tay lên cổ tay của gã để bắt mạch nét mặt bóng tối sầm vẻ mặt đam chiêu lại xuất hiện trong khi cương đằng vô cùng thánh phục cương vì càng ngày càng bộc lộ những khả năng hơn người gã thầm nghĩ không ngờ anh cương vô biết nghề trừ ma lại hiểu biết về y thuật thằng nào đối với bệnh của bản thân anh ấy không cần tìm đến thầy thuốc mà có thể tự bốc thuốc cho chính mình Nhân cường đang tập trung bắt mạch cho biển gã nói. Mạch của biển rất loạn, cả người nóng phừng phừng. Anh thường, mau đem nước tới hạ sốt cho hắn. Thường nghe theo cương nhanh chóng đem nước vào khăn tới lau người cho biển. Nơi chừng cả người của biển bỗng nhiên có phản ứng, chân tay khô loạn, gã lắp bắp trong cơn mê sảng. Không, đừng bắt tôi, không, tha cho tôi, tôi chết rồi, tôi chết rồi, tha cho tôi, đừng đưa tôi về, tôi sẽ lột ra bóc mắt các ngươi thường bị những lời nói làm nhầm của biển làm cho sợ hãi đến tái mặt trong chốc lát không biết phải làm gì cả người lạnh toát cưng để nói có lẽ gã đã phải trải qua một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng bên trong cơ thể của hắn có hai luồng khí công kích nhau nếu không được hóa giải hắn sẽ trở nên điện loạn cưng bảo thường tiếp tục lau người trong biển còn bản thân của gã tới chỗ tay này lấy ra một lọ nhỏ con nút gỗ bọc vải đỏ y dốc vào lòng bàn tay hằn màu đen có lẽ là thuốc bằng một động tác nhanh và dứt khoát cương nâng cầm của biển lên bóp hai hóm má để biển mở miệng sau đó dốc thuốc cho biển uống một lát thuốc ngấm cả người của biển toát mồ hôi đầm đìa nhưng không còn là hét nữa mà nằm im bất động Cả Cương và Thượng đều thở vào nhẹ nhõm cưng nói Tạm ổn rồi Định tâm đơn này sẽ giúp cho gã an thần trong vài canh giờ Thượng Long bồ hôi đang vã ra đầm đìa trên mặt Gã nhìn lên trời mà nói Mặt trời sắp lên cao để tôi đi mua chút gì cho mọi người ăn tạm Nói rồi Thượng cầm túi chạy ù ra ngoài chợ Chưa đến nửa giờ sau Gã trở về với một gương mặt lo lắng Anh Cương, người ta đang đi chôn thằng tuất cường ngước mắt nhìn thượng đã đi chôn sao phải tôi thấy họ đang khiêng quan tài ra khỏi làng vừa kể thượng vừa đưa chiếc bánh nếp cho cương cương đứng lên nói để tôi đi coi thử thượng vội vàng nói cho tôi và thằng mộc đi cùng đoàn thượng khóa cửa rồi tất cả cống mộc cả ba lại cùng nhau rời đi bên trong căn nhà mọi thứ tối om và tĩnh mịch trở lại Biển vẫn còn đang nằm bất động trên chóng Nhưng đột nhiên gã mở mắt mở chừng chừng Cương và Thượng chạy hết tốc lực đuổi theo đoàn đưa tang Đến một bãi đất hoàng khá xa làng Nơi này vốn không phải là nghĩa địa Thượng thì thầm Có lẽ người ta lo sợ thằng Tuất bị chết oan hoan lệ quỷ Quay trở về để quấy nhiễu Cho nên phải đưa đến một nơi xa như vậy Thấy cương trầm ngâm không nói gì thường lại tiếp. Anh thấy không? Đoàn đưa tang cũng chẳng có mấy người. Đám phu kiều cũng toàn là thuê ở nơi khác tới. Cương vẫn không nói gì. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn đám ma trước mặt. Đoàn gã bảo thượng. Anh có biết là những người chết trước đây trừ mẹ anh Giang hiện đang được chôn cất ở đâu không? Thần nhìn cương rủi dò hỏi. Anh muốn tới xem mộ họ sao? cương gật đầu ánh mắt vô cùng thâm trầm khó hiểu để chiếc quan tài được hạ huyệt và lấp đất xong hai người mới lặng lẽ rời đi đi hết nửa ngày vòng quanh làng chùa mấy lượt thường và cương trở về nhà cương ngay lập tức lấy giấy mực hí hoáy viết viết xóa xóa thường nhìn vào vô cùng khó hiểu gã thắc mắc anh đang làm gì vậy cương vẫn không ngẩng lên mà đáp Tôi đang hình dung lại vị trí của những ngôi mộ kia. Thường à lên một tiếng rồi lên tiếng nói. Anh đang vẽ bản đồ phải không? Cưng gật đầu, ngay lập tức trước mắt của ngắn hiện ra một tấm bản đồ nhỏ. Cưng ngạc nhiên nhìn thường, thường nhìn lại gã bằng một ánh mắt đắc thắng. Thứ anh cần đó. Cưng mừng rỡ như bắt đường vàng, quả nhiên đó là thứ gã cần, tấm bản đồ của làng chùa và những vùng lân cận ở đâu mà anh có nó vậy cương hỏi tôi tìm thấy lẫn trong cuốn tập của cha tôi thường chỉ tay vào tấm bản đồ mà nói anh cương anh xem đi rồi giải thích giúp tôi những cái chấm tròn trên bản đồ này có ý nghĩa là gì tôi đã xem qua mà không hiểu nổi quả nhiên là ánh mắt của cương cũng đang dần chìm vào trong đó bất chợt gã liền ngẩng lên nhìn Thượng bằng một ánh mắt sắc lạnh anh thượng anh có biết những ngôi mộ chúng ta vừa đi xem là nằm ở đâu không? Chính là nằm ở ngay tại những vị trí đánh dấu trên bản đồ này. Thường liền ngỡ ngàng, thật vậy sao? Cương liền gật đầu chắc nịch, thế chỉ cho thượng xem. Quả nhiên đúng như Cương nói, những ngôi mộ kia nằm rải rác xung quanh làng chùa, lại ở những vị trí vô cùng kỳ quái. Thực cầm tấm bản đồ lên xem cho thật kỹ, trong lòng có chút ngờ ngợ về một điều gì đó nhưng nhất thời chưa nghĩ ra Cường lại nói thật không ngờ thất tinh trận đồ lại xuất hiện ở làng chùa này thường liền ngỡ ngàng thất tinh trận đồ đó là gì vậy cương liền giải thích thất tinh trận đồ còn gọi là địa thất tinh là thần khí phong thủy dùng để chấn sát đối với những gia đình quyền quý người ta sử dụng thất tinh trận như một cách để cầu tài lộc và may mắn Cấu trúc của địa thất tinh bao gồm 6 viên đá nhỏ, ở giữa là một viên đá lớn, tất cả xếp trên là trận đồ bắt quái hình ngôi sao. Viên ở giữa tượng trưng cho gia chủ, 6 viên đá còn lại tượng trưng cho sự bảo vệ của mệnh chủ. Chuyện xưa kể lại rằng, trong từ cấm thành ở Bắc Kinh Trung Quốc, trận phía trên ghế ngộng của vua được thiết kế hình thái cực, tạo thành 7 viên đá thạch anh, đó chính là thất tinh trận đồ. Truyền thuyết nói rằng nếu mà vua không có tài cai trị, thạch anh sẽ rơi xuống. Ngược lại nếu vị hoàng đế tại đức ngồi ở nơi này, đã thạch anh sẽ giúp vua có thêm năng lượng kinh bằng tế thế. Dòng chất tinh trần đúng cách sẽ phát huy tối đa lợi ích mà nó đem lại. Tất nhiên trần pháp tinh đó xuất hiện đàn là làng chùa lại không nằm mục đích đem lại sự may mắn thịnh vượng mà là có kẻ muốn sử dụng huyền cơ này để mà lấy đi năng lượng của làng. Những ngôi mộ kia đã được sắp xếp theo đúng thứ tự của trận pháp thất tinh huyền cơ. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì nửa thân người của mẹ anh trong nay mai nhất định cũng được an táng ở vị trí còn lại trên bản đồ này. Khi hội tụ đủ sáu ngôi mộ, tức là thất tinh đất dựng được lục tinh, chỉ còn thiếu một vị trí cuối cùng nữa và điểm cuối cùng cũng chính là mắt của trận pháp này. Cũng chính là điểm mấu chốt để khởi động trận pháp. Cưng nhìn vào mộng với một ánh mắt sắc lạnh. Thằng mộng có thể là ngôi sao cuối cùng của vòng tròn trận pháp ấy. Anh thường, cha của anh quả nhiên không phải là tầm thường. Ông ấy đã nhìn được phong thủy đặc biệt của làng chùa. Thật tiên có lẽ vì biết được bí mật này nên ông ấy mới bị sát hại. Các liền dục cương rồi nói tiếp. Sáu chấm tròn xung quanh làng chùa nói đúng hơn là bao quanh vị trí này. Đó chính là một nơi đặc biệt có thể khiến cho làng chùa trở thành một vùng đất cực thịnh. Thế là kẻ xấu lại lợi dụng điểm này muốn thâu tóm năng lượng về tay của hắn. Thượng hơi bất ngờ gã ngớ ngàng hỏi lại. Khoan đã anh cường, chẳng phải mới chỉ có năm ngôi mộ sao? Theo như anh nói, thằng Bọc sẽ trở thành mắt của Trần Huyền Cơ. Thì ngôi sao thứ sáu là ngôi mộ nào? Hay là sắp tới lại có thêm người phải chết? Thường vừa nói vừa liệt kê trên đầu ngón tay những ngôi mộ mà gã đã chỉ cho cương. Trong bốn ngôi mộ mà hai người đi thăm, ngoài mộ của Tuất thì còn có ngôi ngộ của ông thầy bói chết dưới giếng nằm nào, còn lại là của hai người khác trong thôn. Như vậy tổng cộng còn hai vị trí nữa Mà một trong số đó là dành cho mẹ gã Vậy thì vị trí còn lại là của ai? Cương bấy giờ liền nói Hồi sáng tôi bảo anh đưa đi một vòng quanh thôn là có dụng ý Bởi theo như lời của anh kể Thì trong thôn bắt đầu xuất hiện những chuyện bí ẩn Khoảng 5 năm trở lại đây Tức là khi mà ông thầy bói gây gặp nạn Nhưng thất tinh huyền cơ thì chắc chắn phải bắt đầu từ trước đó Bằng chứng là nó đã làm thay đổi địa mạch, khiến cho nước ở trong thun đổi màu. Ông thầy bói đã nhìn ra được vấn đề nhưng chưa kịp giải, thì đã bị kẻ đứng đằng sau trần pháp ám toán. Quả nhiên tôi đoán không sai, người chết đầu tiên mở trần huyền cơ chính là ngôi mộ có tên là Hoàng Đình Cẩn. Thường bất giác hơi ngàn người về đằng sau với một vẻ mặt ngỡ ngàng, gã lầm bầm ở trong miệng. Hoàng Đình Cẩn, đó chẳng phải là cương lại hỏi anh biết người đó chứ thường nuốt nước bọt khăn trong miệng rồi gật đầu tôi biết người đó chính là chính là cha của hoàng đình dũng chính là người họ vũ đánh cháu quan tài cương liền hiểu ra mọi chuyện đã nói tôi hiểu rồi như vậy là đã rõ năm đó ông cần chết sự việc cháu xác không đơn thuần là thủ oán cá nhân mà là có mưu đồ cho trần huyền cơ Ông cần đáng lý ra chưa tận số Nhưng có kẻ đã hại chết ông ta Vừa hai người họ vũ cũng qua đời Sau đó kẻ đấng đằng sau lợi dụng điều này Đánh trao quan tài Để đưa ông cần tới chỗ bày bố trận pháp Cần phải nói thêm rằng trong trận huyền cơ Sinh thần bát tự của người được chọn Và ngày mở trận đều được sắp xếp sẵn Nếu như sai ngày Vẫn áp trận sẽ mất đi tác dụng cũng chính vì lẽ đó mà mẹ anh mới chưa được đắng thường nhớ ra một điều quan trọng liền nói mộ của ông cần trước đây là một nơi khác chính tôi và bác bộc đã đến đó bốc mộ vị trí hiện tại là do người nhà ông dũng chọn có lý nào lại trùng hợp như vậy cương liền nói vậy thì chuyện này phải hỏi nhà ông dũng xem ai là người xem phong thủy và bày cho ông ta xây mộ cha ở đó thường lúc này liền gần dầm chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn là lão thẩm cường tỏ ra đăm chiêu gác lại nói vậy thì chắc chắn nơi mà anh và bác bầu tìm thấy ông cần cũng sẽ chính là nơi được chọn để táng mẹ anh có điều tôi thấy chuyện này có gì đó sai sai Thật nhìn nét mặt trầm tư của cương thì cũng không hiểu gã đang nghĩ gì trong đầu nhưng cường lại nói anh thường Ngày mai anh cứ đi dò la like cho tôi thử xem người phong thủy cho nhà ông Dũng xây mộ là ai. À mà không cần. Anh chỉ cần đi hỏi ai là người xem phong thủy để xây mộ thằng Tuất, như vậy là sẽ rõ thôi. Thường càng tỏ ra khó hiểu, chẳng phải rõ như ban ngày sao? Nếu không phải là lão Thẩm thì còn ai vào đây? Nhưng cường tỏ ra vô cùng sáng suốt gã nói. Lão thầm hành nghề y chứ đâu hành nghề phong thủy Người dân sẽ không đi tìm một gã thầy lang để mà xem đất Anh cứ làm theo lời của tôi Tôi đang muốn kiểm chứng đại suy đoán của mình Thừa gần gồ tấm tắc khen sự tinh ý của Cương Thất một cái nhìn ra bên ngoài Trời đã tối từ bao giờ Đèn các nhà cũng đã dạng Thường và Cương thay nhau kẻ bưng cơm người bưng canh để vào chiếc chiếu đã được mộc dài sẵn đã giữ nhà bên cạnh chiếc chiếu là cây trống mà biển đang nằm thường nhìn biển rồi nói anh cương thằng biển cứ nằm ly bì như vậy nó không chết vì hoảng loạn thì cũng chết vì đói cương liền nói nhỏ đừng lo tôi là cho nó ngậm một lát sâm cầm hơi một lát nữa đút cho gã thêm một chút cháo đảm bảo sẽ không chết đói được Thường bấy giờ mới yên tâm một chút y hỏi lại Vậy bao giờ thì nó tỉnh lại? Cương liền lắc đầu nói Tôi cũng chưa biết Nhưng khi nãy bắt mạch cho hắn Có thể thấy một trong hai luồng khí xung đột đang rút dần Nếu như có thể giải trừ được phần còn lại Có lẽ hắn sẽ tỉnh Trong lúc ăn cơm thường lại nghĩ đến sự việc đêm qua Liền thì thầm với Cương Anh Cương này chưa bắt được thằng mộc lão thầm sẽ chưa để yên đâu. Đêm nay tôi lo... Cương liền gật đầu nói. Về lại như đêm qua, tay phiên nhau thức canh thằng mộc và thằng biển luôn. Đột nhiên lúc ấy mộc lại kêu lên. Thầy, bác Cương, tay chú mộc động đậy. Cả Cương và Thường đều quay lại nhìn, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Biển vẫn nằm im hai tay để trên bụng không hề nhúc nhích thường liền nói nhỏ con hòa mắt rồi chú biển có động tính gì đâu mộc liền khăng khăng nói đúng mà lúc nãy con thấy tay chú ấy giật lên như cường tình ý hơn thường gái nhận ra mộng đang ngồi quay lưng về phía cổ biển Mạnh đối mặt với bức tường như vậy thì làm sao mà nó nhìn thấy biển chứ cương liền nhẹ giọng hỏi sao cháu lại nói như vậy cháu quay mặt vào tường cơ mà Mộc liền trả lời Cháu nhìn vào bóng của chú ấy trên tường là biết Cương hiểu ra liền nhìn theo tay của Mộc chỉ Đôi lông mày bất chợt nhíu lại Thường thấy vẻ mặt của Cương đăm chiêu thì lại hỏi Anh Cương có chuyện gì sao? Nhờ Cương ngay lập tức trở lại dáng vẻ bình thường cả nói Không có gì đâu Ta mau ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi Ây da tôi mệt quá rồi Nghe Cường nói như vậy thường không nghi ngờ gì nữa liền dục mộc ăn cho nhanh để còn dọn dẹp Và thân của gã thì đi tìm con mực thường ngó nhẹ cái bát và gọi mực ra ăn cơm nhưng con chó nhất quyết nằm trong vườn không chịu ra chỉ nằm rên lên ư ử thường bực mình nói đã thế thì kệ thầy đó tao để cơm ở đây ăn hay không thì tùy màn đêm nhanh chóng bao phủ cả xóm làng Càng về khuya không cảnh bên ngoài càng tĩnh mịch và u ám. Ở đây có một thời gian Cường mới nhận ra. Ban đêm ngay cả tiếng dế kêu hay là tiếng ếch nhái chuột bọ đều không có. Như thế chính là lũ côn trùng lại gặm nhấm cũng sợ sệt một điều gì đó mà chẳng dám ló mặt ra ngoài. Đêm này Cương lại nhường cho thượng ngủ trước. Cá ngồi trên chiếc ghế dài ở gian giữa cùng biển, bên ngọn đèn dầu, Trước mặt là một tập sách dày và không thể thiếu một ấm trà nóng hồi. Cường muốn mình thật tỉnh táo để canh cho nhà tới khi mà thưởng thức dậy. Tuy nhiên có lẽ từ đêm qua cho đến bây giờ đã hao tâm tổn sức quá nhiều cho nên Cường cũng không cứng lại được cơn buồn ngủ. Có sách trên tay từ từ hạ xuống, cưng gục đầu xuống ghế rồi lúc nào không hay. Ngọn đèn dầu trên bàn đã lội từ lúc nào Tiếng ấy của người nằm trên ghế cũng vang lên đều đều. Ở bên ngoài trời tối đen như mực, mặt trăng đêm nay cũng lặng trốn vào mây. Chỉ còn tiếng gió rít lên từng hồi mỗi lúc một dồn dập như là báo hiệu trời sắp chuyển mưa. Những tia xếp thì nhỏ lóe lên rạch ngang bầu trời u ám. Những dạng cây và đầm vào nhau đung đưa qua lại như người đàn bà soạn tóc. Tiếng lạo xào nghe như là tiếng khóc than mang cho bên ngoài không cảnh đang chuyển động bên trong căn nhà của thượng vẫn tỏ ra vô cùng im ắng và tĩnh mịch cả nhà đang ngủ rất say một âm thanh cài góc bất chợt nổi lên hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp chớp giật liên hồi xoay bóng một người đàn ông đang in lên vách khiến cho bóng ấy lúc ẩn lúc hiện nếu tình mắt có thể thấy cái bóng ấy đang di chuyển về phía chiếc ghế dài nơi mà cương đang nằm bóng của người đàn ông giơ tay cao quá đầu rồi hạ xuống một cách dứt khoát và nhanh gọn một tiếng sấm rền phang kéo dài như để hòa lấp đi âm thanh của tội ác ánh chớp lóe sáng lên xoay rõ gương mặt của người đàn ông đang đứng vào một con dao nhộm đỏ thứ dung dịch màu đỏ đang nhỏ tí tách xuống nền nhà đầy vẻ lạnh khớp mưa tiếp tục rơi bóng lưng của người đàn ông tiếp tục di chuyển về phía buồng của thượng cái thành ngầm gài góc của chiếc bàn lì lại mở ra một lần nữa khiến cho người ta phải rợn cả da gà người đàn ông bước đi âm thầm mang theo bộ thứ sát khí bức người tới bên chiếc giường của thượng gã không một chút do so dự giờ cào con dao và chuẩn bị làm điều tương tự như với người nằm ở trên ghế động tác của gã bất chợt dừng lại bởi một thứ ánh sáng đột ngột xuất hiện trong căn phòng mà ban nãy còn tối như là hũ nút các hoàng hốt đưa tay lên che mắt và loạn choạng lùi bước người nằm trong chăn bấy giờ liền nhanh như trước vùng dậy vùng tay về phía của gã ngay lập tức dán lên trên trán của gã một mảnh giấy vàng các đàn ông còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy đến thì đã bị khống chế cánh cửa buồng bấy giờ mở tung một giọng nói sang sảng vang lên lấn át tất cả những thành âm ồn ào ở bên ngoài biển mày đang làm gì vậy tính giết tất cả chúng ta hay sao may mà có anh cương phát hiện nếu không thì cả nhà bây giờ đang nằm trên vũng máu thực sự người đang đứng ở ngoài cửa lúc này chính là biển trên tay của gã đang cầm một cây đèn bão thường nhìn kẻ sát nhân bằng một ánh mắt đầy thất vọng phải kẻ bí ẩn bây giờ đã lộ mặt chính là biển cái đứng bất động nhưng miệng vẫn có thể nói được gã liền rít lên khốn kiếp chúng mày lừa tao tình ý có thể thấy giọng nói vẫn là của biển thế nhưng mà âm lượng rất nặng nề và hằn học thường nói trong giọng chua chát uổng công anh em tao cứu mày cuối cùng lại sức sói vào trong nhà Mấy giờ ngồi trên giường chính đã Cương lên tiếng. Anh Thượng đừng có phí lời với nó, nó không còn phải là thằng biển nữa. Cương đứng dậy toan vẻ càng biển để trói lại. Bất ngờ biển cầm lên một tiếng đầy dữ tợn. Lá bùa trên chắn của nó tự bốc cháy đùng đùng. Cương giật mình lùi lại vì không hiểu biển lấy đâu ra sức mạnh gây gớm như vậy. Có thể làm hỏng bùa chấn tà của gã Thoát được sự khống chế của cương, biển liền lập tức lao đến. Hai mắt của gã đỏ lên một cách đầy đáng sợ. Còn rào vẫn còn trong tay của hắn. Biển phung lên rồi hạ xuống, tính đâm cho cương một phát trí mạng. Nhưng cương vốn thần thủ nhanh nhẹn, cũng không phải đa dạng vừa. Ngay lập tức đỡ được đòn hiểm, cả hai rằng co dữ dội. Thường thích cương gặp nguy hiểm thì vội vã chạy ra bên ngoài, lấy chiếc đòn gánh đã dựng sẵn ở góc nhà vung lên mấy nhát liền đánh vào đầu của biển sức lực dồn vào đó không ít làm cho biển mất tập trung hắn liền vung một cái hất cương ra đằng sau rồi quay sang nhằm vào thượng mà tấn công con dao trong tay của hắn chém loạn xạ thường ngã xuống trên tay bắt đầu rỉ máu cường thấy thượng bị thương thì nóng mặt gã không nghĩ được gì chỉ kịp nhìn thấy thành chắn cửa bị văng ra thì liền nhặt lấy phàng tới thấp vào gáy cổ biển nhưng lúc này biển như một con thú không có điểm yếu gã dường như là không biết đau cũng không thèm quan tâm đến cương cả cứ lừng lững đi tới trước thượng khi ấy đang trườn giật lùi về dưới đất một tay ôm bà vai bị bít máu tính mạng của thượng như là ngàn cân treo sợi tóc biển đang dồn thường vào chân tường hắn là một nụ cười man dại rồi giơ cao con dao đẫm máu trong tay chết đi con dao hạ xuống ngực của thường thì bất ngờ mày không dễ mà giết được bạn tao đâu đó là một dòng của cương cương đang ở ngay sau biển dùng một vật sắc nhọn đâm ngay vào bả vai cổ gã hành động của biển có phần chứng lại Hắn quay đầu nhìn cương rồi lại nhìn về phía ngọn đèn bão đang đựng treo cao, vừa hay khiến cái bóng của hắn đổ dài trên mặt đất. Từ cái bóng tỏa ra một thứ khói lờ mờ như là sương khói, Biện lại nhìn xuống bà vai của hắn, máu đen đang dì ra, lại nghe có âm thanh xèo xèo như người than nướng thịt. Biển rút lên một tiếng vô cùng đau đớn thế vậy thường thừa cưa sông lên đạp thẳng vào ngực của biển khiến chỗ y ngã nhào cường có ngay lập tức lao tới khống chế biển gã lật úp biển xuống rồi bẻ hai tay ra đằng sau thường lập cầm chạy đi lấy dây thừng cho cương trói tên sát nhân lại rồi lặng vào trong xó nhà Bây giờ trên mặt đất đồng lại một vũng máu đen gì loang lổ lúc sau liền tan biến như một làn khói mỏng anh cương đó là gì vậy đó chỉ là một con ngải luyện từ linh hồn của người chết. Người ta bỏ ngài để chiếm thần xác và điều khiển thằng biển. Biến nó thành sát nhân, đừng con lo. Tôi đã trừ cười được con ngải. Giờ có lẽ thằng biển không sao nữa rồi. Thường mấy giờ vẫn hết sức ngạc nhiên hắn để nói. Có loại ngài kỳ lạ vậy sao? Trước đây tôi chỉ nghe đến trùng ngài. Khi vào thân thể người sẽ ăn lục phù ngũ tạng sau đó khoét bụng vật chủ chui ra ngoài để thành bướm. Cương liền thản nhiên mà nói, loài ngài này không ăn lục phù ngũ tạng mà ăn hồn phách con người. Nó được tạo ra bằng cách giam cầm linh hồn của người được chọn, không cho ăn cơm trắng hương hoa mà cho ăn những linh hồn yếu hơn, dùng máu để tế luyện. Mức độ tàn ác cũng không thua kém bất cứ một loại ngài nào. Vậy cái cặp này là gì mà lợi hại như vậy? thường chỉ vào thứ trong tay của cương gã cười đắc thắng bà bối chữ ma của tôi cọc gỗ đào nhưng mà không phải là loại tầm thường đâu nó được ngâm trong một thứ nước đặc biệt suốt ba năm trời đấy nước gì vậy cương ghé sắt vào tay của thượng thì thầm nước phần ngẫm cường nói xong thì liền cười lớn còn thường thì suýt nữa đã nôn mửa gã đưa tay lên mũi một tay xua xua như thể muốn xua đuổi đi mùi xú uế Cương không thể phản ứng của thượng gã đi tới chỗ cổ biển nằm rồi bảo thượng nhanh giúp tôi đỡ thằng biển lên chóng Bây giờ cương đã tháo dây trói cho biển thượng lo lắng nói như vậy không sao chứ cương lúc này liền quả quyết yên tâm hắn không còn nguy hiểm nữa đâu theo có người để cho biển quàng vai của mình một tay thì đỡ lưng hắn rêu lên chóng. Khi ấy mới nhận ra khóe miệng của hắn đang dì máu, thường liền xót xa. Khổ thân nó, ban nãy bị ta ra tay nặng quá. Tuy nhiên nghĩ lại hoàn cảnh ban nãy, thường cũng phải hú vía Thượng liền nói. Anh Cương, may nhờ có anh phát hiện ra cái bóng của thằng biển có vấn đề, chứ không thì đêm nay chúng ta toi mạng. Cương liền đáp, phải nói là nhờ thằng Mộc mới đúng, nếu không có nó thì tôi cũng không phát hiện ra được. Nhớ đến bọng thường ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp để thăm con. Thằng bé vẫn còn đang ngủ ngon lành trong ổ rơm ở dưới bếp. Còn con chó mừng thì nằm ngay trước cửa. Thường liền xoa đầu con chó và khen. Chó khôn, thì ra mày đã nhận ra được thằng biển có vấn đề từ trước. Thường nhớ lại lúc ăn cơm xong, gã đem bát đi rửa thì cưng lập tức theo sau. Các liền nói nhỏ vào tay của thượng Lát nữa anh và mộng cứ phải trong buồng ngủ bình thường Nhưng nhớ là phải thức Khi nào thấy đèn đằng ngoài tắt Thì anh lập tức đưa thằng mộc Theo lối cửa ngách mà xuống bếp Không thấy động tính gì thì không được lên trên nhà Sau đó thì cương tự sắp xếp mọi việc Chuyện cương bị đâm khi mà nằm trên ghế Chỉ là một tròn lừa bịp Thực chất biển chỉ đâm vào một cái gối cỏ, Bên trong đặt một túi bột khoai mì ngâm đầy nước cổ rền. Còn cái tiếng á ử là do cương nằm mờ dưới đất cố tình kêu lên cho hợp tình hợp cảnh mà thôi. Sau khi tên sát nhân tiến vào bên trong buồng thì cương lại theo lối cửa ngách mà trèo lên trên giường để đợi sẵn. Phải nói đêm nay cương diễn rất là vất vả, bột lại thì cuối cùng màn kịch cũng được lật tẩy thứ bên trong người của biển cũng đã lộ ra. Theo như lời của cương nói thì có lẽ con ngài kia được luyện chưa lâu cho nên sức mạnh chưa ở tầm cao nhất và nhất là nó chưa đầm tới hồn phách của biển. Chứ nếu không thì có lẽ biển cũng không thể sống được cho đến bây giờ. Thượng bồng con lên nhà trên, thấy cương đang lau máu ở trên cái cầm gỗ đào ra về cực kỳ tỉ mỉ thường được còn vào trong buồng thường trở ra ngoài ngồi cùng cương nhìn cái cổng gỗ bé tí cương liền hỏi trời ơi ban nãy còn bình thường sao bây giờ lại đen thùi lùi như vậy chứ cương lúc này liền đáp chúng ngài đậm không đen mới là lạ, lạ thường nhìn lại biển rồi lo lắng vậy thằng biển thì sao không sao nữa cầu gỗ đào đã hút độc ngài vào trong này vận trừ tà của tôi đối với những con yêu nghiệt này có tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Không bao lâu sẽ giết chết con ngài đó. Còn thằng biển vốn bị Cống chế nhiều ngày, sức lượng và khí huyết bị tổn hại, cần phải có thời gian để hồi phục. Cương lúc này liền nói thêm: Câu may là ta phát hiện ra sớm, nếu không thì hậu quả khôn lường. Bản thân của thằng biển nếu để qua vài ngày nữa con ngài sẽ không có gì ăn cậu sẽ ăn linh hồn của nó lúc ấy thì vô phường cứu chữa thường lúc này liền nói ai là ai đã hại thằng biển dân đông nỗi này hay lại là, là lão thẩm cương liền đáp có thể là như vậy ngoài lão ra thật thì cũng chẳng thể nghĩ ra được là ai lão có thể nuôi âm binh nuôi quỷ thậm chí là dùng thuật nhiếp hồn đối với thằng bộc thì chẳng hà cứ gì lại không thể làm cho chuyện này đối với thằng Biển. Có lẽ Biển cũng nhận ra được điều bất thường trong người cho nên là đã dặn chúng ta không cho cha mẹ của gã biết. Bà nãy khi lòng gửi cho hắn tôi có phát hiện ra một điều đó là ở trong lòng bàn tay của gã có một đường rạch khá sâu. Ban đầu tôi nghĩ đó là vết thương do bất cẩn nhưng bà càng nghĩ càng thấy không phải. Tôi đổ rằng Biển biết bản thân của mình bị trúng ngài cho nên dùng máu triệu hồi một con âm tà nhập vào người để đấu lại với con ngải kia. Tuy nhiên sức của biển chỉ thuộc dạng bình thường cho nên chỉ có thể triệu hồi được một con âm tà khá yếu. Nó không đấu lại được con ngải cho nên nó dần dần bị tiêu diệt. Vì vậy mà khi bắt mạnh cho nó tôi mới cảm nhận được trong cơ thể nó có hai luồng xung đột. Thì ra là có hai vật ký sinh ngay trong người gã điều đó cũng có thể lý giải cho việc tại sao hồn phách cổ biển chưa bị mất đi phần nào thằng liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc thằng biển có bản lĩnh triệu hội âm tá thật là khó tin cương liền gật đầu đáp chuyện này đúng thật là khó tin cho nên là phải đợi hắn tỉnh lại mới có thể biết được chân tướng của sự thật cương đứt cho biển một chút nước xâm đường phèn rồi đứng dậy dục thượng Trời sắp sáng rồi Mau đi ngủ giữ một chút sức đi Nếu không thì cả tôi và anh Đều không có chủ nổi đâu Tiếng chim liếu lò trên mái nhà Cùng với những tia sáng mặt trời trói lọi Chiếu xuống mảnh sân nhỏ Còn ẩm ướt vì nước mưa Đã đánh thức cường tỉnh dậy Các rồi đưa mắt cây xẻ bước ra ngoài Mùi nồng nồng ngai ngái Từ những bức tường rêu phong cũ kỹ cộng với mùi gió sớm đất trong lành thoảng qua, khiến cho tâm trạng của cương phấn chấn trở lại gã bước ra hiên nhà vươn vai vặn vẹo cơ thể cho dán gần cốt rồi đoàn cất tiếng gọi anh thượng anh ra ngoài này đi tạnh mưa rồi nhưng chán chề không thể có người trả lời Các tự nhiên đẩy cửa vào trong buồng để tìm kiếm nhưng trong buồng lại trống không chân màn cũng được xếp ngay ngắn gọn gàng có lẽ thường đã sớm đi chợ như là mọi hôm đúng là một tên gà trống không có vợ một mình hắn phải vừa làm cha vừa làm mẹ của một đứa trẻ sáu tuổi tuy nhiên từ ngày ấy cho đến nay cường chợt thấy hắn thanh thở nửa lời vì vậy mà trong lòng có chút cảm phục đằng nghĩ ngợi miên man thì cưng thấy bóng của thượng cõng thằng mộc lấp ló ở ngoài cầm cương lúc này liền nhủ thầm Đúng là thiên thật vậy Vừa nhắc tới đã về rồi Thằng trai rất là gấp gáp Điều bộ hớt hài không giống như mọi khi Gã vừa thoáng nhìn thấy Cương liền nói trong hơi thở đứt quãng Anh Cương Tôi về rồi có tin này muốn báo cho anh biết Cương thấy thường hoàng hốt thì liền chấn nan Từ từ anh hít thở sâu đã rồi nói Thằng đàn thằng mọc xuống làm theo lời của Cương Hít thở tận ba lần rồi mới nói trên hôm qua anh bảo tôi tôi đã dò la ra rồi. Người sắp xếp nơi chôn cất cho thằng Tuất chính là... Lần này thì đến lượn của cương xuất sáng. Hắn đánh hơi trong lời nói của thượng cương liền dục là ai? Thượng liền tiếp tục căng thẳng là ông Triệu. Cương liền ngỡ ngàng ông Triệu. Ông Triệu trưởng thôn anh chắc chứ. Thượng gật đầu như là búa bồ để khẳng định cho lời nói của mình thượng kể lại Tôi đi tìm nhóm người được thuê để chôn cất thằng Tuất. Thật may tối qua họ được đái rượu. Uống say tới sáng vẫn chưa rời khỏi làng. Lúc họ nói tên Đông Triệu tôi thật sự là không dám tin. Sau cùng tôi quyết định qua làng trình. Đến nhà ông Dũng tìm một gã người làm trước đây tôi quen. Cho hắn vài đồng vậy là có gì hắn cũng nói ra cả. Ông cố của hắn trước đây cũng là do nhà tôi sang cát. Hắn là người thật thà Tôi tin hắn không có lừa dối tôi Cương liền nghi ngờ rồi nói Người ta lại đến tìm ông Triệu Để xem phong thủy Thượng liền giải thích Ông Triệu tuy không hành nghề Nhưng đối với chuyện xem đất quả là Có chút kiến thức Bằng chứng là đã nhiều năm Một phần của gia tiên đều do ông ta tự xem Và sắp đặt Đặc biệt là có một ngôi mộ Mà sau này trở thành mộ phát Chính là mẹ tôi đã phát hiện ra và khuyên người nhà ông Triệu nên xây lăng tại đó. Ngắm lại cũng thấy ông Triệu là người khả nghi. Lần trước anh nói rằng có ai đó đã biết được sinh thần bát tự của thằng Mộc rồi dùng thuật nhiếp hồn hại nó. Ở thôn tôi ngoài ông ấy ra thì còn có ai biết được chứ. Ông ấy nắm giữ cuốn sổ ghi lại danh sách của thôn dân. Trong đó có kỳ ngày tháng năm sinh của từng người để mà nộp lên quan phủ sau này đủ tuổi có thể phải đi lính. Cả một chi tiết nữa lúc mà tôi nói ông Triệu về nghi ngờ của mình đối với lão thẩm thì ông ta một mực gạt đi, rõ ràng là đang muốn bảo vệ lão. Cương liền hiểu ra liền nói, vậy thì đúng rồi, tôi nghi ngờ ông Triệu đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Ông ta và lão thầm đã cấu kết để thao túng làng chùa, hòng đoạt được những năng lượng của nơi này, một mình lão thầm không thể làm được tất cả đâu Cương liền hự giọng rồi nói Đêm hôm trước khi mà chạm chán với lão thầm tại rừng tre Gần nghĩa địa tôi có cảm giác nghi ngờ về năng lực của lão Nếu là một kẻ pháp thuận cao thâm Lão sẽ phải nhận ra sợi dây dẫn hồn thằng Mộc có vấn đề Và thằng bé không hề xuất hiện ở nơi đó Ban đầu tôi nghi ngờ lão có ý lừa chúng ta tới xào huyệt sau đó một mẹ bắt gọn nhưng xem ra lại không phải bởi nếu là vậy thì tại sao trong khoảng thời gian ta bị giam cầm trong nhà lão lại không xuất hiện chỉ có một lý do đó là lão còn đang mải mê đi tìm thằng mộc vì thế tôi mới tin rằng có một kẻ đứng sau giật dây chỉ đạo cho lão làm việc chỉ không ngờ người đó lại là ông trường thôn bây giờ phải làm sao Thường liền lo lắng hỏi cương để nói Chúng ta có hai việc cần phải làm Một là phát trận huyền cơ Hay là tìm cách đánh động dân làng Để họ có sự đề phòng với ông trưởng thôn và lão thẩm Nếu có thể hãy vận động họ đừng đến khám bệnh ở nhà lão thẩm nữa Thứ nữa là mỗi gia đình nên có bùa trừ tà chấn quỷ ở trong nhà Anh hãy đi phát những lá bùa tôi làm cho họ Thường lúc này e ngại anh không biết đấy thôi, ở à làng này người ta rất coi thường và xa lánh cha con tôi. Chỉ vì thằng Mộc là âm sinh tử, họ sẽ không tin tôi đâu. Cơ liền ngẫm nghĩ. Tôi đã có cách rồi, chúng ta không trực tiếp ra mặt mà ngấm ngầm, khiến sự nghi ngờ của dân làng đổ vào ông Triệu và lão thầm, vừa khiến cho bọn chúng hoang mang, vừa khiến cho dân làng đề phòng với hai kẻ đó. Khi mà chúng loại đuôi cáo tôi sẽ ra tài đại khai sát giới cương dặn dò thường ở nhà canh trường biển và vào bệ thẳng mộc còn gã ra ngoài nghe ngóng tình hình khi đến đình làng thì lại thấy người dân đang tụ tập rất đông hỏi ra mới biết làng chùa sắp tổ chức một buổi lễ cầu an ngay tại nơi này có lẽ liên tiếp những sự việc chết chóc xảy ra khiến dân làng ngày càng hoang mang cường hỏi một người đang đứng kế đó ai là người chủ trì buổi lễ vậy bác Người này liền nói là một thầy pháp được ông trưởng thôn mời về. Nghe nói người này rất cao tay, đã từng cầu mưa thành công trong một vùng đất rất lâu ngày khô hạn. Cứ nghe xong thì lập tức nhận ra vấn đề. Có lẽ lão trưởng thôn đã phát hiện ra điều gì cho nên muốn để nhanh kế hoạch thôn tính làng chùa. Cần phải tìm cách đánh đồng để người dân không mắc bẫy. Cường chưa gặp ông Triệu lần nào, nhưng nhà đứng bên ngoài sân đình quan sát cùng nghe ngóng mà cưng biết được ông ta là ai đó là một người đàn ông khoảng 60 tuổi ăn mặc giản dị gương mặt hiền lành ông ta đang tất bật chỉ đạo thôn dân mỗi người một việc bắt tay vào chuẩn bị cho buổi lễ nhìn ông triệu cưng cảm thấy những tưởng tượng trước đó về ông ta là hoàn toàn trái ngược ông triệu trước mắt của thường chẳng có vẻ gì là một kẻ sát nhân tàn bạo cá liền ngẫm nghĩ hay ông triệu không phải nhưng với kinh nghiệm hành tàu giang hồ bấy lâu nay cường nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó rào sắc bọng túi ra phàm là những kẻ thâm hiểm lại núp trong một vẻ ngoài nhân từ độ lượng cường lúc này lại hỏi người đàn ông ban nãy băng có nhìn thấy thầy pháp không người này liền lắc đầu Đâu phải ai cũng có thể gặp Đến giờ lành thầy mới tới Mọi người đàn bà đứng gần đó nói chen vào Đêm qua có một người nhìn thấy ở phía tên làng chùa có những đốm sáng như là ma chơi. Người già trong làng đều cho rằng yêu tình xuất hiện. Phải nhanh chóng làm lễ dâng lên nếu không cả làng sẽ phải chết. Vì vậy mà ông Triệu mới gấp rút đi mời thầy. Cường gật đầu cảm ơn rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông. Gã đi đâu không rõ, đến quá trưa mới trở về. Vào trong nhà không thích biển đâu gã liền thắc mắc thường nói. Sáng nay lúc mà anh đi rồi tôi bỗng thấy nóng ruột, Mấy chuyển thằng biển vào trong buồng. Ngay khi mà vừa làm xong thì ông bọc tới. Hú hồn hú vía suýt chút nữa thì bị lộ. Ông ấy tới tìm anh đó. Hai đêm này không thấy mặt anh, ông ấy tưởng anh có chuyện gì cương liền gật đầu ông ấy không nghi ngờ gì chứ thường liền đáp anh yên tâm tôi nói là thằng mộc bị ốm anh ở đây giúp tôi chăm sóc nó ông ấy nghe vậy thì không hỏi thêm điều gì cương lúc này mới nói với thường bằng một giọng nghiêm trọng ông ngoài đình làng đang chuẩn bị làm lễ cầu an anh biết chứ thường liền ngỡ ngàng có chuyện đó sao Trương liền gật đầu đáp Đúng vậy Tôi đang lo bọn họ có âm mưu gì đó trong chuyện này Tôi vừa từ nhà lão thầm trở về Anh tin được không Nhà của lão trong vòng một đêm Đã không còn dấu vết gì của âm binh cô hồn nữa Bọn chúng đã thay đổi xào huyệt rồi Lão thầm cũng không rõ tâm hơi còn hơn nữa là đang đẩy nhanh kế hoạch để ta không kịp trở tay. Chắc chắn là việc thằng Mộc hai lần thoát nạn Cộng với chuyện của biển đã kinh động đến chúng khiến chúng nghi ngờ. Tôi đang nghĩ cách để ngăn chặn lễ cầu an. Anh Thượng tôi cần anh giúp một tay. Tranh thủ ăn cơm xong thì thường khóa cửa rồi cả hai theo mộng ra ngoài, cả bà đi về hướng Tây. Tại đình làng với sự hợp sức của thôn dân, mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi. Chỉ chờ tới giờ giàu là đã bắt đầu buổi lễ, Bầu trời của làng chùa hôm nay u ám kỳ lạ, mây đèn một màu vần vũ. Mới giờ thân nhưng thất thầy người già lớn bé đều có mặt đứng thành một vòng tròn, cách tới đàn hai mươi bước chân. Lúc này thường và mộng cũng đã trở về hòa mình và đám đông. Chị không thích cương đâu. Đúng giờ dầu tiếng xì xào trở nên im bật. Mọi người không ai bảo ai cùng quỳ xuống cúi đầu vái lạy. Thì ra là thầy Pháp đã tới, chiếu cõi mới được dài từ cửa đình về tế đàn và ông thầy mặc áo máu trình tề đầu phủ khăn đỏ chậm chậm bước lên giàn tế đi theo ông ta là một đoàn thanh niên lực lưỡng thất thầy đều đeo mặt nạ kẻ cầm cờ người cầm lọng dáng vẻ vô cùng nghiêm cẩn cuối cùng là lão triều cùng với các vị bô lão nối đuôi nhau cơn mạnh của ai nấy đều chăm chiều lo lắng Giờ lành đã điểm Buổi lễ bắt đầu Tiếng của một người hầu Theo thể pháp hô lên một cách đầy rộng rạc Xin cảm ơn quý khán thính giả Đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin